hôm nay đông quá. Hôm nay mấy con được Mạnh Thường Quân tặng gà rán xúc xích, có vui không nè? Vui! Cho chị một tràng vỗ tay ơi. Wow. Ủa sao bữa nay mình mặc gì màu trắng toan vậy? Con chơi gì ạ? Hôm nay mình có ngày lễ gì mà con chơi bột? Tết Nguyên. Tết Nguyên hả? Tết Nguyên. Mình cứ giục giục nhau vậy đó hả? À, cho đến khi mà cái người đó trắng tốt gì toàn là bột không? Dạ. Quá đông rồi. Nhóm con nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Dạ, ngày hôm nay thì ba chị em thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chị chú tên May Mắn, trao tặng 100 phần gà rán xúc xích và xì tin cho các bé dân tộc Khmer nha. Và đặc biệt ngày hôm nay là cái lễ Tết của dân tộc Khmer đó. Các cô chú anh chị các bạn thấy xem không, cái không khí ở phía sau đó là chuẩn bị làm lễ Phật ở chùa Khmer, cũng rất là vui luôn ngày hôm nay được trao tặng cho các bé nha. Đâu rồi, cô bé nó đâu mất tiêu rồi. Cô bé nó nghe thấy kìa. Dạ, thì mỗi sản phẩm này thì mấy chị em làm ra là vừa xúc xích và cái đùi gà luôn là 35.000, hai cái là 100 phần là 3.500.000, một chai xì tinh gì có giá 8.000 thì tổng cộng chi phí ngày hôm nay chị Yếu Tinh May Mắn gửi tặng đến các bé dân tộc Khmer là 4.300.000 đồng. Dạ, đây, trời ơi, cảm ơn. Trời ơi, con đem sao bự như vậy? Đây, con cái này là combo nha. Đây, gửi tặng cho con nha. Cảm ơn đi con. Rồi, cảm ơn. Trời ơi, hết sức không? Rồi, đây của con nha. À, đi con. Dạ, giỏi. Đi cưng quá hả? Rồi, đi của em nha. Giỏi. Của em nha. Giỏi. Của em đây. Giỏi. Của em nha. Cẩn thận nghe con. Dạ. Vui quá. Của em nha. Giỏi. Đây của em. Giỏi. Đây của em. Giỏi. Chỉ vô tên May Mắn gửi tặng em nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Rồi, chị giúp tên May Mắn gửi tặng. Giỏi quá. Rồi, gửi tặng em. Cô. Giỏi. Rồi, gửi tặng em. Cảm ơn cô. Ôi, bữa nay đứa nào cũng tóc trắng hết trơn vậy. Cưng quá vậy. Rồi. Cảm ơn cô. Giỏi. Rồi, của em nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Rồi, của em. Cảm ơn cô. Giỏi. Chị giúp tên May Mắn gửi tặng nha. Chị. Hai của em. Cảm ơn cô. Hai của em nha. Dạ ba cô ơi. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ 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 dạ, dạ xin phép để lộn tô. Cảm ơn. Cảm ơn. Cô đợi con xíu nha, tại theo thứ tự đi lộn tô á. Dạ của con nghe. Con nghe tại nãy giờ các bé xếp hàng. Cảm ơn dạ. Cái ly đó nha. Dạ, gửi tặng con. Cảm ơn. Cảm ơn cái cô này, cổ không có xếp hàng á, cảm giải quyết vậy nha. À, cảm ơn em. À, mình đứng theo thứ tự nha, để lộn tô nha. Dạ, cô em đây. À đi con, à đi. Rồi, chị vô tên mới gửi tặng nha. Rồi, chị vô tên mới gửi tặng em. Rồi, cô em nha. À, đúng rồi. Này của em. Giỏi. Chị vô tên May Mắn rồi tặng em nha. À, dạ đúng rồi. Rồi, chị vô tên May Mắn tặng em. Này có tên này. Rồi, chị vô tên May Mắn tặng em. Chị. Nào bắt thêm mấy cho. Dạ. Rồi, gửi tặng em. Cảm ơn. Rồi, tặng em nha. Cảm ơn. Chị vô tên May Mắn gửi tặng. Cảm ơn cô. Chị vô tên May Mắn gửi tặng em. Cảm ơn. Rồi, chị vô tên May Mắn gửi tặng em. Các con đứng theo thứ tự nha, để lộn hàng nha.
hôm nay quá đông rồi. Rồi của em giỏi, chị Vô Tân may mắn tặng em nha. Giỏi của em đây, giỏi của em, cảm ơn chị. Rồi chị Vô Tân may mắn tặng em cô. Rồi tặng em nha, chị Vô Tân may mắn gửi tặng. Cảm ơn chị. Rồi các em nha. Cảm ơn chị. Đang thư ghê. Của em. Cảm ơn chị. Hai cái hộp chị ơi. Hai hộp cho hai cái này là nó không có đem theo gì hết. Rồi chị cho tao may mắn tặng em nha. Ủa vậy tô này của ai? Đây. Của ai chị? Bé ơi sao con chuyển hàng vậy? Chị cho tao may mắn gửi tặng em. À đi con. Cảm ơn. Rồi đi ra đây con có rồi con đi ra đi. Rồi, chị Tân may mắn tặng em nha. Cảm ơn cô. Chị Vô Tân may mắn tặng em nha. Thôi con xếp hàng đi, con xếp hàng đi con. Tại vì các bạn xếp hàng rồi, con phải xếp hàng nha. Rồi, gửi tặng em. À con, à nha. Giỏi. Rồi đi ra. Rồi rồi tặng con nha. Chị Vô Tân may mắn tặng em nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi giỏi quá. À, tới hàng này nè con. Tới hàng này nè. Tới này lộn rồi. Ừ cái đó tên đúng rồi đó. Dạ khoan. À, bé này như thế nào? Hàng này tới to đó là to không biết gì. Dạ thôi. Bé này ở đâu? Vô vị trí giùm con đi. Nè. Không biết đó có hàng từ đó. Hàng sao đó. Dạ rồi. Dạ tặng em nha. Đây nè. Rồi, các bé đừng chạy hàng giùm cô nha. Này của con nha. Rồi, tên tên. Cảm ơn đi con. Nó không biết nói tiếng Việt. À, rồi. Rồi, tên tên luôn, tên tên. Rồi, gửi tặng em. Nó cũng không biết luôn. Rồi, tới Tấn nè. Rồi, không cô. Hả? Rồi, chị Vô Tân may mắn gửi tặng con nha. Nào chị, nào trước chị. Okay. Rồi, chị Vô Tân may mắn gửi tặng em. Thôi, chúc em bình an. Thầy của em nha. Rồi. Chị Vô Tân may mắn tặng em nha. Rồi, gửi tặng em. Chị Vô Tân may mắn gửi tặng em nha. Rồi. Ba đó sao cầm mấy đồ. Tặng em chị. Rồi. Chị Vô Tân may mắn gửi tặng em nha. Chị Vô Tân may mắn gửi tặng em. Để giữ giùm em cái bọc về nãy bằng chị kia đi cho em. Chị Vô Tân may mắn gửi tặng em. Chị Vô Tân may mắn tặng em nha. Em cảm ơn. Chị Vô Tân may mắn tặng em. Rồi. Rồi, chị Tân may mắn tặng em nha. Rồi, của em. Rồi, gửi tặng em. Cảm ơn cô. Quỷ. Chị Tân may mắn gửi tặng. Thôi. Rồi, gửi tặng em nha. Cảm ơn cô. Rồi, tặng em. Cảm ơn cô. Em nha. Quá hàng dài rồi. Chị Vô Tân may mắn gửi tặng em nha. Giỏi. Rồi của em. Cảm ơn cô. Giỏi. Của em đây. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ đây. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Dạ. Bà sao Cảm? Cho hai cái bọc. Chị Vô Tân may mắn gửi tặng em nha. Cảm ơn cô. Thôi bà đứng ngoài đợi chút đi bà. Chị Vô Tân may mắn gửi tặng em nha. Bà ơi, tại các bé xếp hàng trước, mong bà thông cảm nha. Bà chen ngang là con không giải quyết được. Rồi gửi tặng em. Dạ. Chị Vô Tân may mắn gửi tặng.
tặng em nha. Chưa con, đợi xíu, đợi xíu. Chị với tên may mắn gửi tặng em. Rồi, của con trước đó. Rồi, của con. Chưa, chưa con ơi, chưa con ơi. Rồi. Rồi, xong. Rồi, tới con. Chị với tên may mắn gửi tặng em nha. Giỏi. Rồi, chị với tên may mắn gửi tặng em. Chị vô tên em gửi tặng em nha. Rồi gửi tặng em. Không phải hả cháu? Kìa. Bé nhỏ. À, bé nhỏ chứ ha. Dạ, gửi tặng chị. Dạ. Tới con hả? Con chơi trò chơi gì á mà mặt mũi còn gì kỳ á? Trò bột hả? Chị vô tên may mắn gửi tặng em. Dạ. Giỏi. Chúc con nha. Giỏi. Chị giúp tâm may mắn gửi tặng con nha. 7 xu nữa, 7 dĩa nữa hả? Chúc con nha. Đưa rồi. À đi con. À đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nha con. Dạ, có bé đây anh thông cảm giùm em. Thôi, các bé đây đứng đợi ba thông cảm giùm con nha. Dạ không được, tại vì đủ của em hết rồi. Dạ, tại bà đến sau á, bà con muốn cho lắm nhưng mà các bé tội nghiệp nó đến trước á. Rồi con gửi tặng con nha. Tại nó xếp hàng nãy giờ á. Bà thông cảm giùm con nghe chuyến sau nha. Dạ của con nha. Dạ. Rồi của con nha. À, con không có được xá bọc gì con đem vô con sò két con bỏ. Hết rồi. Lần nào cũng vậy chứ không có đủ. Mới mua luôn còn bịch trong xe. Khổ quá. Còn chơi còn ai bịch cái này. Chị giúp tao may mắn tặng em nha. Cảm ơn đi con. Sao con không cảm ơn? Con không đâu. Gửi dĩa cho đi cô. Chị giúp tao may mắn gửi tặng con nha. Chị tên nó mang tặng con nha. Dương cái đùi gà, dương cái đùi gà. Cho bé nào nhỏ. Bé nhỏ đi. Bé đó là đứa nào ta? Bé bằng nào? Đúng rồi, đây nè, đây nè. Còn Dương con ơi, cho con cái này. Này cái Dương. Đủ không? Dạ. Dạ đủ. Cảm ơn đi con. Cảm ơn. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Dạ. Rồi. Dạ, chị giấu tên may mắn thôi. Thì ba chị em ngày hôm nay á, nhân vào ngày lễ Tết của dân tộc Khmer thì hôm nay thì đặc biệt thì các bé có đông tụ họp lại đây vui chơi ở chùa á, cho nên là số lượng của mình á thì tuy là phát rất là nhiều số lượng 100 phần nhưng mà thì cũng không đủ, cho nên cũng rất là buồn cho các bé ở phía sau. Thì hy vọng trong những lần kế tiếp thì mình sẽ làm được nhiều hơn và để tặng cho các bé bù lại. Thì cũng cảm ơn tấm lòng của chị rất là nhiều. Xin chúc chị giấu tên may mắn luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng tươi trẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ, cho ba chị em chào chị, chào các bạn. Bye bye.